Phó giáo sư tiến sĩ Phan Văn Quế, chủ nhiệm khoa tiếng Anh. Kính thưa các thầy cô, kính thưa các em và tất cả những người tham dự hội đồng. Hôm nay chúng ta tiến hành buổi bảo vệ khóa luận online đầu tiên của khoa. Trước hết, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy chủ nhiệm khoa, phó giáo sư tiến sĩ Phan Văn Quế, khai mạc hội đồng. Xin mời thầy. Vâng. Cảm ơn các thầy. Kính thưa thầy Nguyễn Hồng Phong và toàn thể các thầy trong ban chủ nhiệm khoa. Thưa phó giáo sư Nguyễn Đăng Sửu, chủ tịch hội đồng và các toàn thể thành viên hội đồng. Kính thưa các thầy cô giáo, tất cả các bạn đang tham dự với hội đồng bảo vệ ngày hôm nay, các em sinh viên thân mến và thưa các quý vị phụ huynh của các em sinh viên có thể tham dự buổi bảo vệ ngày hôm nay. Thế là hôm nay khoa ngôn ngữ Anh tổ chức bảo vệ khóa luận cho K12 theo cái hình thức trực tuyến. Thì tôi xin thay mặt cho bạn những khoa có vài ý kiến phát biểu như thế là để động viên các em làm cho nó tốt. Kính thưa các thầy và thưa tất cả các em sinh viên. Thế như chúng ta biết là đúng là COVID đã làm thay đổi toàn bộ cái hoạt động của cả thế giới cũng như trong đó của chúng ta. Nhà trường chúng ta gần đây thì cũng phải nói là cũng đã chuyển rất là nhanh các cái hoạt động bình thường sang cái hoạt động trong cái thời dịch, tức là chúng ta đã chuyển các cái hoạt động về giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá, bảo vệ khóa luận từ các cái hình thức trực tiếp và sang hình thức trực tuyến. Thì thưa các thầy với lại tất cả các em sinh viên, tức là khi ta chuyển sang cái này đúng ra là ta phải có một cái thời kỳ chuẩn bị, tức là nó có cái thời gian phải chuyển tiếp. Nhưng mà phải nói là cái tình hình nó cũng xảy ra rất là nhanh, cho nên là có những cái hoạt động mà có thời gian phải chuẩn bị được, có cái thời gian để mà ta chuẩn bị để có cái giai đoạn chuyển tiếp, nhưng mà đồng thời cũng có những cái hoạt động phải nói là ta chuyển sang rất nhanh. Nhưng mà cũng có cái chúng ta thấy là rất hay, toàn trường chúng ta ban giám hiệu chỉ đạo tất cả các phòng ban, tất cả các khoa, và trong đó có khoa chúng ta cũng đã bắt nhịp với cái sự thay đổi rất là nhanh. Để chúng tôi xin thay mặt ban chủ nhiệm khoa nói là trân trọng cảm ơn sự đóng góp của tất cả các thầy cô trong khoa đã cùng với nhà trường để chúng ta chuyển các cái hoạt động từ khi hoạt động bình thường sang cái hoạt động của cái thời kỳ chống dịch. Thế thì gần đây nhà trường đã có cái chủ trương, tức là chúng ta chuyển đổi các cái hình thức giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá và bảo vệ tốt nghiệp từ cái hình thức là trực tiếp sang hình thức online. Thì báo cáo với các thầy là có những cái hoạt động thì chúng ta đã làm khoảng 1-2 năm nay rồi, ví dụ như là hoạt động về giảng dạy thì lúc đầu cũng là bỡ ngỡ phải nói như vậy, và phải nói là mình cũng không nghĩ rằng là dịch nó có thể kéo dài đến hàng năm như thế này, nghĩ là nó khoảng 1 vài tuần nó xong chúng ta lại quay lại với cuộc sống bình thường. Thế nhưng mà trên thực tế thì đúng là từ Tết đến giờ, năm ngoái cũng đã có một thời gian, nhưng mà từ Tết đến giờ thì phải nói là cứ lắng lắng xuống vài bữa thì sau đó lại tiếp tục. Thành ra là từ Tết đến giờ chúng ta về học kỳ 2 này chúng ta đều phải giảng dạy theo cái hình thức trực tuyến. Thế thì ngoài cái hình thức trực tuyến này anh em chúng ta khá quen rồi, các thầy cô giáo chúng ta khi nắm vững được cái công nghệ thì chúng ta lại tiếp tục tức là kiểm tra trực tuyến. Thì như các bạn biết là năm ngoái thì chúng ta kiểm tra thì chủ yếu là vẫn là phải là trực tiếp thôi, mặt giáp mặt thôi. Thì những cái môn nào mà chúng ta chưa thi xong thì chúng ta lại chờ đến cái lúc mà dịch nó đỡ đỡ được rồi thì chúng ta lại kiểm tra. Nhưng mà năm nay thì không thể thế, cho nên là toàn bộ cái công tác kiểm tra đánh giá chúng ta cũng thực hiện theo cái hình thức trực tuyến. Và vừa rồi thì nhà trường cũng đã có những cái tập huấn cho anh em chúng ta, tổng khoa chúng ta dưới sự chỉ đạo của các thầy trong ban chủ nhiệm, rồi các thầy cô tổng khoa với lại bộ phận trợ lý, chúng ta có hoàn thành rất tốt cái công việc này. Hiện nay còn một số môn nữa thì đang tiếp tục để hoàn thiện, có lẽ là trong tuần này là xong. Thế còn cái công việc mới, tức là cái công việc chúng ta bảo vệ khóa luận theo hình thức trực tuyến, thì thưa các thầy với lại tất cả các em sinh viên, tức là cái hôm phải nói là trước khi cái đợt thứ tư thì bùng phát lên thì nhà trường cũng đã có cái chỉ đạo để cho chúng ta tổ chức theo cái hình thức, tức là lúc đó chúng ta linh hoạt. Do vậy là khoa chúng ta cũng đã tổ chức được một cái hội đồng theo cái hình thức là trực tiếp rồi, tức là cái hội đồng số 1 đấy. Còn hôm nay thì chúng ta đây là hội đồng thứ 2, nhưng mà chúng ta theo cái hình thức trực tuyến.
Sau khi chúng ta tổ chức được một hội đồng, chúng ta chuẩn bị tiếp tục những cái hội đồng sau, nhưng mà do cái dịch nó cũng làm ghê quá, và nhà trường cũng đã có cái quyết định thông báo tới tất cả các cái đơn vị trong trường là chúng ta phải tổ chức cho bảo vệ theo hình thức trực tuyến. Một là để chúng ta, cái đầu tiên là đảm bảo cái quyền lợi cho các em sinh viên, tức là học xong rồi chúng ta phải bảo vệ khóa luận, chúng ta phải có cái bằng tốt nghiệp đại học của chúng ta đi xin việc, và thứ hai nữa là cũng phải để hoàn thành cái nhiệm vụ của chúng ta. Thì trước khi để thực hiện công việc này, nhà trường đã có vài buổi để tập huấn cho anh em cán bộ giáo viên và anh em quản lý làm công tác này. Thế thì chúng ta cũng đã có một cái thời gian chuẩn bị. Thế nhưng mà tất nhiên là báo cáo với các thầy và với tất cả các em học sinh và tất cả các bạn, tức là vì cái gì làm lần đầu nó cũng có sẽ có những cái trục trặc nhất định, mặc dù là có thể là về mặt kỹ thuật chúng ta có thể nắm được, nhưng mà dứt khoát là với cái đối tượng, tức là nó nhiều đầu cầu, nó nhiều người tham gia, cho nên là và cái trình độ công nghệ của mỗi người lại khác nhau, cho nên chắc chắn sẽ có những cái nó có những trục trặc. Cái điều này rất mong là các thầy cô thông cảm, các em sinh viên cũng như vậy cũng thông cảm. Nhiều khi các em ở những nơi xa, đường truyền đến trước có thể không tốt, có thể có những lúc mất tín hiệu, thì chúng ta hết sức bình tĩnh để chúng ta có thể làm được cái này. Thế thì hôm nay là cái đây là cái hội đồng đầu tiên là chúng ta bảo vệ theo cái hình thức trực tuyến, nhưng mà là hội đồng thứ hai của khoa chúng ta. Để đảm bảo cho nó tốt cái công việc này thì khoa đã có cái chuẩn bị khá là tốt, đặc biệt là một số các cái thầy cô trực tiếp cái hội đồng này cũng như một số anh em phục vụ cho cái công tác kỹ thuật. Thì đến bây giờ chúng ta đã tiếp nối thành công, tôi nghĩ rằng là có lẽ là cũng đến cái thời điểm chúng ta bắt đầu làm, bắt đầu vào hội đồng. Thế thì chúng tôi rất mong là thế nào, một là các em sinh viên các em bình tĩnh nhé, không các em đừng có ngại gì cả, bởi vì chúng ta cũng coi như là những cái buổi bảo vệ bình thường, thế nhưng mà thôi nó là một cái hình thức ảo một chút, thế cho nên là các em cũng có thể có những cái có những tâm lý có thể nó không thoải mái mà gặp các thầy trực tiếp, nhưng mà tôi nghĩ rằng là các em cũng bình tĩnh để mà làm việc. Thế thì khi mà trình bày các cái vấn đề, có những cái gì mà không hiểu, các thầy có thể đặt những cái câu hỏi để trao đổi, có thể là trực tiếp thì có thể nó dễ hơn, thế nhưng mà trên online này có thể có lúc nó chưa 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 kịp hiểu, hay là các em thấy nó khó khăn trong việc bắt nhịp với các thầy, các em cứ bình tĩnh hỏi lại các thầy sẽ trao đổi lại với các em cho nó rõ. Thế và các thầy cô thì rất là giỏi về công nghệ rồi, thế nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là đây là cái buổi đầu tiên chúng ta thực hiện cái buổi bảo vệ này bằng cái hình thức trực tuyến, cho nên là cũng rất mong là hội đồng có sự chỉ đạo là làm thế nào để tạo điều kiện cho các em rất là bình tĩnh thể hiện được cái năng lực của mình, để cho và các thầy cô giáo phải nói là cũng những cái hội đồng đầu tiên này cũng làm sao để giúp cho các em, và các em sau này tức là các em thấy là bảo vệ trực tuyến cũng rất là bình thường nhẹ nhàng như cái bảo vệ khác. Xin cũng xin mời các thầy trong ban chủ nhiệm, các thầy cô giáo chúng ta có thể tham gia cái buổi bảo vệ này, để sau đó là đến lượt chúng ta để tổ chức các cái hội đồng, chúng ta tham gia vào các cái hội đồng chúng ta có những cái kinh nghiệm nhất định. Thì chúng tôi cũng rất là mong cái buổi đầu tiên là các thầy cô cũng bớt chút thì ra để các thầy cô dự cùng với các em cùng hội đồng. Thế với cái tinh thần như vậy thì tôi xin trước hết là xin chúc mừng tất cả các em sinh viên đã hoàn thành và hôm nay bảo vệ cái khóa luận của mình, và cũng mong là tất cả các em sinh viên khác chúng ta nhanh chóng liên hệ với khoa để nộp các cái bài khóa luận của mình, để chúng tôi có thể tổ chức cho các em bảo vệ trong cái thời gian tới nó nhanh nhất, thuận tiện nhất cho các em. Xin cảm ơn các cái bộ phận kỹ thuật, các cái hội đồng chúng ta đã chuẩn bị cái buổi bảo vệ này rất là chu đáo, và đến bây giờ tất cả các thành viên đều có thể kết nối với nhau. Xin cảm ơn các thầy trong ban chủ nhiệm, cảm ơn tất cả các thầy cô và các bạn trong trợ lý đã đến tham dự buổi bảo vệ ngày hôm nay. Với tinh thần như vậy thì tôi xin chúc em thành công, chúc hội đồng thành công, và xin trân trọng tuyên bố khai mạc cái kỳ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khoa ngôn ngữ Anh K22. Chúc cho các em thành công.
Xin kính mời thầy chủ tịch hội đồng với lại tất cả các thầy làm việc, chúc các em thành công. Xin hết ạ. Thay mặt hội đồng xin cảm ơn thầy chủ nhiệm khoa phó giáo sư tiến sĩ Phan Văn Quế. Thay mặt hội đồng, chúng tôi xin hứa hội đồng ngày hôm nay sẽ thực hiện một cách có hiệu quả và hợp lý. Xin cảm ơn thầy chủ nhiệm khoa. Bây giờ tiếp tục đến chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Lương Bá Hùng, thư ký hội đồng, sẽ đọc quyết định thành lập hội đồng. Xin mời thầy Hùng. À, vâng, xin cảm ơn thầy. Kính thưa các thầy cô giáo và kính thưa hội đồng, thưa toàn thể các em sinh viên, sau đây thì em xin phép được đọc cái quyết định về việc thành lập hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp. Căn cứ quy chế thực tập cuối khóa và thi tốt nghiệp đối với sinh viên đào tạo hệ chính quy ban hành theo quyết định số 264/QĐ ngày 9/5/2003 của hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, nay là Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, căn cứ kế hoạch nội dung thực tập và hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp khóa 22 ngành ngôn ngữ Anh, căn cứ quyết định 1473/QĐ-BGH ngày 21/6/2021 và quyết định số 1720/BGH ngày 2/8/2021 của Ban giám hiệu về việc công nhận sinh viên đủ điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 21/22 ngành ngôn ngữ Anh, căn cứ quyết định số 1677/CV-BGH-DT ngày 23/7/2021 của Ban giám hiệu về việc áp dụng hình thức bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến. Quyết định điều 1 thành lập hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 22 đợt 2 ngành ngôn ngữ Anh, hội đồng số 02 bao gồm các ông bà có tên sau đây: 1. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Sửu, chủ tịch hội đồng. 2. Thạc sĩ Vi Thị Hồng Ngân, phản biện hội đồng. 3. Thạc sĩ Vũ Thùy Linh, phản biện hội đồng. 4. Thạc sĩ Lương Bá Hùng, thư ký hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành ngôn ngữ Anh có tên trong danh sách kèm theo, theo quy định của nhà trường. Điều 3. Văn phòng khoa các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ nhiệm khoa Phó giáo sư tiến sĩ Phan Văn Quế đã ký. Sau đây thì em cũng đọc luôn tên những sinh viên bảo vệ trong khóa luận trực tuyến đợt này. 1. Vũ Hoàng Bách, TA2203. Cái tên đề tài là Problem in Translation Encounter by Third Year English Major Student SHGPT and Some Solution. Giáo viên hướng dẫn là Nguyễn Thị Phượng. 2. Nguyễn Thị Lan Phương, TA2203, Halloween in Celebration in the UK. Giáo viên hướng dẫn là cô Nguyễn Thị Tình. Vậy là chúc các em sẽ hoàn thành tốt cái buổi bảo vệ khóa luận trực tuyến của mình và chúc hội đồng chúng ta thành công. Sau đây thì tôi xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Sửu, chủ tịch hội đồng, tiếp tục làm việc ạ. Thank you, Mr. Hùng. Wow. Now, please, it's time for us. And first of all, I would like to remind to students that you should be confident, should be calm, and try to give a clear and confident presentation today. Now, first presenter today, I would like to invite Nguyễn Hoàng Bách, right? Yeah. Xin mời Vũ Hoàng Bách. Yeah. Yeah, I would like to invite Vũ Hoàng Bách. Yeah, the first presenter for this morning section. Please. À, em xin phép một chút, em đang trở lại một chút.
Please share your screen, your slides. Be confident. Good morning, everyone. My name is Wu Wangbai. I'm from class TI-2203. First, I want to show my appreciation to Mr. Nguyễn Đăng Xỉu, the chairman, and the teacher in the examination board for giving me the opportunity to be here today to represent my graduation paper. I also want to show my gratitude to my supervisor, Ms. Nguyễn Thị Phượng, for her dedication. So let's start with my presentation titled Problem in Translation Encountered by Third Year English Major Students, HUPT, and Some Possible Solution. So my presentation consists of three main parts: introduction, development, and conclusion. Let's move to the first part, introduction. The reason why I want to do this research topic, because I want to identify and understand the problem that third year English major encounter during their translation course at school. And then I want to understand from then I will be able to propose a suggestion for their improvement. I hope that by doing this research, I will be able to address two questions. The first one is that, what are the problems that third year students of Faculty of English Language Studies HUPT come across during their translation courses, and how do they cope with those obstacles? The second question is, what are the solutions for the student to overcome those problems mentioned above? Due to the limitation of time, I'd like to shift your attention to the next part, development. In this part, I will start analyzing the material collected from my research subject. So in the first class, I ask the student point of view regarding translation, and 42.2% of the student found the subject, translation subject, is interesting and useful. And that is also my feeling towards translation. It can be hard, it can be boring sometimes, but it is really interesting and is worth putting effort to. Move on to the second graph. 42.2% of the students understand the reason why they study translation. It's because it helps them to open their mind, learn more knowledge, and the fact that they do aware of the reason why they started studying in the first place may actually motivate them to try harder during the course. In the third graph, 60% of the students understand the benefit that they may gain during the translation course is the build up of the vocabulary, and translation can also help them to improve their flexibility and their language skill. In this graph, I propose five possible problems that may occur when they're studying translation. And although the lack of vocabulary is the most common problem, you can see that all the figures are basically the same. And in this last graph, I want to confirm the teacher role in the student
interest, and as I have expected, 44.4% of the students stated that teaching method is the factor that influenced them the most during their time at the university, and that's why teacher play a dominant role in the student life. So let's move on to the result section. In this section, I will discuss more about the student problem in translation and give some solution. The first problem is the word choice. So as we all have known in both Vietnamese and English specifically, one word has multiple meanings, and in order to know which meaning to choose, the translator first should properly read the whole text to understand the context, and then they will be able to choose what meaning they want. If they are not able to do that, the output will be meaningless, and sometimes it can be ridiculous. So I have an example here. This is a poor man. He sold everything he has, even his home. Let's take a look at the word poor here. So to my knowledge, this word had two main meaning. The first one is to describe the lack of sufficient money to live at a standard considered comfortable or normal in a society or in tiếng Việt, it is nghèo. And the second meaning is to show pity toward an event or to somebody, or in Vietnamese, it is rất tiếc. So in order to properly translate the term, the translator should read the whole text before decide which meaning that he want for his target text. Move on to the second problem is collocations. So collocation refers to how words go together or form fixed relationship. There are two kinds of collocation, strong and weak. The strong collocation is where the link between two words are quite fixed and restricted. And the weak is where the link, when the link between the words can go with many other words too. For example, you don't say make homework, you have to say do homework. Or you don't say tone temperature, you must say high temperature. So each language has own collocation rule. So the translator must understand before using or translating this. So I asked my research subject to translate this sentence, đưa cho tôi cây bút mực. This sentence should be translated as give me the pen. However, there are 24.4% of the students translated this as take me the pen. The reason why they do this because in Vietnamese, the word đưa is equal to both give and take. For example, in Vietnamese, when you say đưa tôi đến trường, you don't say give me to school, you say take me to school. But the student didn't pay attention, so they mistakenly use the word take. The next problem is grammar. Preposition. Preposition is a word of or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to indicate direction, time, or place. For example, on, at, in, or about. So most prepositions are dictated by fixed expression, so the language learner or the student must learn to learn it by heart, have to memorize it. So this is the sentence that I asked my research subject to translate.
Anh ấy giỏi về tiếng Anh. English, if you want to express that you are well capable of doing something, you use the term to be good at something. So this sentence should be translated as he's good at English. However, 22.2% of the research subject translated this as he's good about English. Because in Vietnamese, về can equal to about. When you say, hãy kể cho tôi nghe thêm về bạn, you say, tell me more about you. So there's no shortcut in learning this grammar. The translator must keep on using it, learning it to in order to be more flexible when regarding this matter. The next problem is related to relative pronoun. The relative pronoun marks a relative clause with the purpose of referring to nouns mentioned previously, whether the nouns is people, animal, things, or places. The relative pronoun can be used to join two sentences. For example, who, whom, whose, and that. The research subject was asked to translate this sentence. Tiên, người mà có em trai cậu đang dạy ở trường, là bạn gái của tôi. So, 49% of the students translated this by using the relative pronouns who. In this case, this pronoun failed to express the meaning of Tiên's baby brother. So you must use the possessive pronoun instead. While the rest of the students managed to translate this correctly, they forgot to put the comma in the after the name. A small detail, but often be overlooked. Next problem I want to mention is tense. Tenses are used to identify the time when an event occurs. In Vietnamese, tense don't usually have many influence on the whole meaning of a sentence. So that's the reason why the translator don't usually pay enough attention, which sometimes can change the whole meaning or the purpose of the short text. Trong this sentence, Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh đã rất nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh COVID-19 trên thế giới rất phức tạp. We can see from the Vietnamese version of this text, the words đã indicate the past tense in English. So 60% of the students actually using the past tense while translating this sentence. But we have to understand the context that the pandemic isn't over yet. Vietnam, our country, Vietnam, is still fighting every single day. So in this case, we should use the present perfect tense in text instead. The last problem that I want to talk about is the cultural gap. So the cultural problem occurs due to the difference between two country culture. When translate the cultural term or expression, if the translator don't know what they are translating, or if they are misunderstand the meaning of the term or the expression, the result may be hilarious or can sometimes be offensive depending on the seriousness of the text. So this sentence, I asked my research subject to translate. Áo dài là một biểu tượng của những người phụ nữ Việt Nam và cũng là niềm tự hào của đất nước hình chữ S này. So most of them
confused at the beginning, and then 13.3% of the student translated outside as the long dress. But we have to understand the problem here is the long dress is an ordinary custom, while outside is our national and traditional garment. So in this case, this term outside should be left unchanged as shown here. Outside is a symbol of Vietnamese woman and is also the pride of the SCEP country. Plus, there is no known equivalent words for outside in English. So in order to understand the problem, the translator should devote their time to studying more about the culture. So here are some solutions that I have categorized into three main parts. The first is what you can do while learning. While learning, you should be more actively engaged during the lesson because if you keep interacting with the knowledge, you will be become more familiar with it. The second is to creating a habit of reading voraciously by reading more, reading with curiosity. When you see a new word, you may look up and take note of them. After that, you can push yourself to use it more or to try the new sentence structure so that your flexibility will be significantly increased. Also, the teacher is the one who has more experience as well as knowledge. So it's important for us to listen to the teacher feedback. While translating, if you encounter some of the problem mentionable, you should first properly read the whole text to be fully aware of the meaning before translating. If you have some difficult translating some words or some phrase, you should use different technique and strategy when translating it. For example, you can paraphrase or you can use an equivalent word. It is important for you to learn how to effectively use dictionary and thesaurus because they are two main sources to enlarge your vocabulary. Besides, you can watch movie, read more book to improve sentence structure, to improve your vocabulary. And if it is possible, travel will be the most practical solution to my opinion, because you will be, you will directly experience and you can directly interact with the native speaker. If it's not possible for you, you can look for a job as a translator or start a personal project of your own. You can create a subtitle for your favorite movie or translate a book, and then you ask for your teacher opinion and feedback. The final solution I want to propose is that you should read more articles and watching news in order to expand your social knowledge. So in conclusion, translation is really difficult, really challenging, but in the other hand, they are very interesting. They open a lot of other doors in your mind, and all of the benefits are with the disadvantage when learning this. So I hope by doing this research,
I will be able to create a stepping stone for other students if they want to study further into this problem. And due to the limitation of my knowledge and the time, this presentation may have some flaws, and I hope to listen. I hope to receive feedback from the examination board and from the chairman. So thank you for listening. Yeah, thank you very much, Beck, for your clear and confident presentation today. Now, please, ready to listen to the comments and questions from the examiners. I would like to invite Ms. Ngân, please, give your comments and question to Beck. Now, please. Okay, thank you, the chairman. First, I would like to congratulate you for finishing your presentation, and I appreciate it, Beck. Okay, I just got the final draft of your graduation paper, so it is impossible for me to give a proper comment and remarks on your paper work. However, I would like to have two questions for you. Can you hear me? Can you hear? Yes. My connection is unstable. Can I ask for some time? Okay, to can you fix this? Hear me clearly? Can you get your voice, my voice? Come back. Sorry, I yes can't or no? hear you. My connection yes or no? is my connection is unstable. I can't hear you. Okay, I've sent the question to your supervisor. Okay, can you read it? And I read it again for the other members in the board of examiners. The first question is, in the very first page of Beck's graduation paper, some figures was presented. And my question is, where did the figures come from? The figure has been collected from multiple sources on the internet and from some other document. I made some research before I start doing this research topic. After that, I compile all of the data and then I keep out the figures. That's all? Okay. So my comment is that in any, because your graduation paper is some kind of specific scientific document, so you can use two kinds of data. You can have primary data, that is the data collected from your study, and the other, it is secondary data. It is collected from other sources, right? For example, from the articles, from books and other study. So in this case, the references must be given so that you can avoid plagiarism or it makes your study result more reliable. Got it? Well, I'm sorry, my connection is unstable. Can I for a minute and then I will fix the connection. Okay, very hard for us, right? Okay, my comment is that if you use the sources, the figures from other study or from articles, any other work, it should be, it must be presented the source with the references, you know? Understand? Can you hear clearly? Em nghe rõ không? Okay, we have a difficulty with the connection, the chairman. Yeah. My
connection is really bad. Can I ask for a minute to fix it? Okay, the question will be sent to you later. I can't hear it. Is that okay? Hear everyone say. Okay, there's a problem with his connection. Yeah. Miss Ngân, can you send him a message in chat box? Okay, well, I have a chat sent already to the supervisor. The question. So now and you've got the answers. His connection is unstable, so he wants some maybe a minute to fix the connection. Okay. Yeah, yeah, just wait. Yeah. Just a minute. Calm yeah. To wait for him, right? Yeah. Maybe some, yeah, he is somewhat embarrassed, right? In progress. Is it okay? I'm sorry for the problem. Okay. Can you hear me? Yes. Okay. Now I would like to move to the second question. Got it. Okay, I would like you to share the screen with the last bit of your graduation paper, the appendices. Yeah. Okay. Okay. Here, the participants in the study was asked to translate 7 sentences into Vietnamese, into the Turkic language. Okay. And here I see just only the first sentence is in English and the other 6 are in Vietnamese. So my question is, why amongst the 7 sentences, just only 1 is in English? Got it? Yes. Good question. To my knowledge and to my observation, when you translate the sentence from Vietnamese to English, usually we will have more confusion than from English to Vietnamese. As I have mentioned in the presentation, for example, the tenses problem. In English, they are clearly indicated which tense are being used. But in Vietnamese, like this word đã, it may refer to the past tense or to the present perfect tense. So by asking the research subject to translate from Vietnamese to English, they will have to pay more attention to the details and they will have to be more careful when doing bioversion. That's nice. That's all? Yeah, that's all. Okay. It you think, right? However, yes. If you use material from other research, for example, from other study, it reveals that students from HUBT often encounter difficulty in translating from Vietnamese to English. Right, you can use like this. And in this case, it must be presented in your paper, the reason. Okay, and however, for the first sentence, here you use this is a poor man. He sold everything he has, even his home. In your presentation, I got you make some suggestion that the word
poor should be translated into Vietnamese. Đáng tiếc. However, from my knowledge in this case, it should be translated đáng thương, not đáng tiếc. Yeah. Right? Yes. I mean that the problems we have, the student has both from the target language, from English to Vietnamese and from Vietnamese to English. So in this case, the material should be provided equally. You have a 50% from English to Vietnamese and 50% from others. Got it? Yes. Okay, thank you, that's all. Thank you. Yeah, thank you, Ms. Ngân. Yeah, thank you for your comments and some questions. Yeah, and now please, I would like to invite other members of the examination board. Miss, yeah, Miss Lin, have you any questions? Good morning, everyone. Yes. So, firstly, I give my congratulations to Hoàng Bách for your presentation. So, you have done a research about the translation and give some problems and solution when translating a document from a language, a foreign language, to the target language. And you just find out something and give some solution. I think it's really useful for the student when they translate. So now I don't have any question for your comments or your graduation paper. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, any questions for him? No questions? Yes, I don't have any questions. Right, okay. I have two questions for you. Yeah, Mr. Hung, please. Okay. So translation is the most difficult subject you have matter. Okay, so the topic is very interesting. So I have two questions for you. The first question, what is the most common errors that a third year English major student as SUBT often face when studying translation subjects? Okay, and what are the solutions for this most common errors? And I have researched the most common error for the third English major student as SUBT is their lack of vocabulary. Either they don't know the meaning of the word, or they don't even know if the word does exist at all. So, you know, to my in my opinion, to resolve this problem, the student should read more both in English and Vietnamese. Mm-hmm. Take note when they see any new words. Look it up, and then try using it in their during their learning class. Also, they can watch a lot of videos on YouTube. In that, the native speaker speaking, they can watch movie with English subtitle to understand learn more new words. That's all. Okay, thank you for your answer. Okay. Yeah, thank you. Thank you, Mr. Hung. Yeah, now it's my turn. I have one question for back. Are you ready? Yeah. You know that there are different modes of translation. I would like you to use three
translations to translate the following sentence into Vietnamese. Are you ready? Yes. I have one English sentence. There's no rose without thorn. How do you translate into Vietnamese? There's no rose without thorn, right? Yes, I heard it clearly. To my knowledge, this sentence is used to indicate that if you want to enjoy a pleasurable or an exciting things, you must also endure the difficulty or that may happen. So I may translate this sentence as Hoa hồng nào mà chả có gai. Việc nào cũng sẽ có một vài khó khăn. And that's my translation. So, yeah, it is a free translation or meaning-based translations. Yes. Yeah, that is free translation, right? Unlike yes. using free translations. I'm sorry, the writer used the natural characteristics of rose to deal with the characteristics of people, exactly of the girl. So maybe this sentence can be also used to talk about some negative aspect of a person, no matter how beautiful they are. So in Vietnamese, they say that hoa hồng nào mà chẳng có gai, even when they refer to a beautiful woman, but she has some bad aspect. All right. Yeah, thank you, Mike. That is a rather difficult. That I give you the question for fun. In Vietnamese, in English, we have one sentence, but in Vietnamese, we have four sentences, which are equivalent to one English sentence. They are ớt nào là ớt chả cay, gái nào là gái chả hay ghen chồng, vôi nào là vôi chả nồng, gái nào là gái có chồng chả ghen. Yeah, that is the characteristic, the natural characteristic of girls, Olay. Okay? Yes. All right. So, if you use hồng nào mà chẳng có gai, that is the second meaning of this sentence. Okay? Yeah. Okay. Yeah, thank you very much for your translate for your answer, and I think that it's enough for you. Yeah, and you should read carefully your graduation papers and try to correct the mistakes, and you follow strictly the model that the faculty has given to you, right? But yes. In the graduation papers, there are still some mistakes. And some figures and some reference books, you have to amend to the reference, right? Yeah. Yes. Any other members, have you any questions? Have you any other things? Ms. Ngân, Mr. Hung, Miss Ling, have you any other things to add here? I think that it's better for us to communicate later. Right. Yeah. Thank you. Thank you, Mr. Beck. Yeah, you are free now. And congratulations for your presentation this morning. Thank you. Thank you for your kind attention. Now, please, we come to the second presenter this morning.
Now I'd like to invite Phương, right? Please be ready to present your graduation paper this morning. I would like to remind you that you should be confident and you should give a clear presentation. Yeah. And don't be afraid. Yeah. We are friends here. Okay. Now, please. Are you ready, Phương? Yes, I'm ready. Yeah. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to my presentation. Let me introduce myself. My name is Nguyễn Thị Lan Phương, and I'm from class TA2203. And my supervisor is Ms. Nguyễn Thị Tình. And I would like to sincerely thank my supervisor for her enthusiastic support during my research paper. And today I would like to give the topic of graduation paper is Halloween celebration in the United Kingdom. My present paper had three main parts. Part A, introduction, Part B, development, and Part C, conclusion. But I only focus on three main things of the presentation. Firstly, I will talk about rationale of the study. Then I will look at the findings of my study, and finally, this comparison, Halloween celebration in Vietnam and in the UK. Other information about my study is included in the copy I gave you. So if you have any questions before, please leave me. For more than 2 months, I had about a lot of reasons, and among reasons I decided to choose this topic is when learning a foreign language, it's advisable to understand the control of the country speaking that language. So knowing about British control is a must to English major students. Holidays and festivals are part of the control. I'm interested in British festivals and I want to improve my knowledge. Halloween is a topic that young people are very excited about. It is no celebrations, an excellent opportunity for intercultural exchange, mutual understanding, focus and adapt, learn about other countries through these celebrations. And now we have look at the rationale, and now we move on the findings of the studies Halloween celebration in the UK. Some Halloween parties, the first best to a bird on a chestnut hunt, be the first to marry a successful apple popper would be the first down the elves. Of course, whether we are asking for romantic advice or trying to avoid 7 years of bad luck, each one of these Halloween superstitions relies on the goodwill of the very same spirits who present the early scaled fell so keenly. There are now various symbols associated with Halloween. She is blue spooks, ghost, and walking skeleton. That presents the contact between the spiritual and physical world, between living and death. Human figures that often represent on Halloween are witches and wizards, who are seen to have the power to contact the spirit world. Best black cats and spiders are often connected with this holiday. These animals associated with the night and darkness are often company witches and wizards.
some activities in Halloween, trick or treating is going from house to sorts of candy and other goodies has been a popular Halloween tradition in the UK and the countries for an estimated 100 years. Possible foreigners to modern days, trick or treating have been identified in ancient Celtic festivals, early Roman Catholic holidays, medieval practice, and even British folk. Halloween customs are traditionally based on frightening supernatural or folkloric beings or on mass media, such as film, literature, and radio were popular. The most popular fancy dress custom include witches, vampires, ghosts, and skeletons, vampires, and monsters. Halloween customs have tend to be worn mainly by young people, but since the mid 20th century, they have been increasing worn by adults as well. The wearing of custom at Halloween may come from belief that supernatural beings or the show of the dead roam the earth at this time. And there's the list of food traditional in Halloween. You can see on the slide is caramel corn, monkey nuts, pumpkin, candy apples, Halloween cake, and show cake. Nowadays, Halloween is not only a celebration in the UK, but also many countries, and Vietnam is not an exception. Cảm thấy một hướng đoạn coi thiên nhiên này. Đang ở trong... And that's why I implored in a comparison to Vietnam, and I will show you the similarities. The first of similarities in Halloween is believed to be the day when the dead and living come together on Earth, a special holiday to honor the saints and other people who died for their reason. The last is not usually considered a religious holiday, but only a fun day for people, especially children. However, the traditionally concept of the holiday is still being served through its spreading Vietnamese and British Halloween celebrations are different from each other. In British control, Halloween activities include trick or treating, other related rising, attending Halloween custom parties, decorating, carving pumpkins into jack or lanterns, lighting bonfires, apple popping and divination games, playing pranks, visiting haunted attractions, telling scary stories, and watching horror films. Different from it, in Vietnam, we don't have that many things to do. Since the holiday was not our tradition, we can only adapt a few well-known activities. In Vietnam, Halloween is just more than excuse for young people to go out and have fun, like we do Christmas and Valentine. We don't trick or treat, we don't play prank, cave, pumpkins, and all that kind of stuff. And that's all I have to say about comparison. There's still lots of limitation due to the shortness of time, my limited knowledge of English, and poor understanding of Vietnamese country's festival celebration. And one comment and criticism from you are welcome. Thank you to my present. Thank you for your listening. Yeah,
Thank you for your clear presentation. Yeah. Now please, ready to listen to the comments and questions from Ms. Ling, please. I would like to invite Ms. Ling, the examiners, to read your comments and to give her the questions, please. Yes, thank you very much. So I congratulate Lan Phuong for your presentation today. So I would like to give some comments about your graduation paper. Firstly, in the general comments, I think that the study seemed to be quite practical and useful to the student majors of when they study about the cultures of some English speaking countries. The contents of the study is quite relevant to the topics, and it is exploited in suitable ways. And there are some good points, the papers. The paper drew detailed pictures of Halloween celebration in the UK, which helped the readers with an insight into the topics. And the graduation paper showed that to some extent, the student knows how to conduct the study, and it meets the requirements, the format of a graduation paper with quite a clear and logical contents of the format and the layout with the colorful and suitable picture to illustrate the festival. The findings help the learner to widen their knowledge of the national cultures and improve their English competence as well as their English language skill. However, there are some shortcomings of the paper. Firstly, the contents of the abstract. You know that the abstract functionizes as an outline, provide an outline of the whole thesis with the purpose, the methodologies, and the results of the thesis. But in your abstract, it seems like a brief festival. It's not of the paper, this graduation paper. Move to another part, the research method. In the research method, you mentioned the documents that are collected on the internet, that you do not mention about the reviews of some previous study that you mentioned on the page 3 of the previous study. And also, there are some part of the study you copy from the internet quite carelessly. I mean, there are some paragraphs you copy the contents without proper phrase or, for example, on page 5, there is no picture on the left, but on the right, so you still put the phrase like the pictures on the right, or on some page like page 7 about the costume or the south kick. So there is no link to click on, so you still put the phrase like please there. Like this, you say that here are my ideas, 7 ideas for an amazing British culture, etc. So when you copy something, when you take the reference from the internet or from the other sources, you should follow the rules to avoid plagiarism. And another one is the role of the researchers of this study is quite confusing. In the reasons, you say that you give out the 3 reasons why you conduct the study. But in fact, what is the role? What role do you play in this graduation paper? A faculty education of UBC student, an overseas student, or the student who is going to study abroad? So what is the role of the researchers in this graduation paper? Lan Phuong, can you make it clear?
Yeah, please. Na Phương. Now, what roles do you play when you conduct this presentation, when you conduct this paper, this study? A student who are studying at HUBT, an overseas student, or a student who is going to study abroad, what role do you play when you conduct this graduation paper? As a student major in English, I want to learn more about how this controls to serve my future study and work. Okay, so you should make it more clearer in when you conduct this one, because at the resume you make it quite confusing. Besides another one, there are some mistakes, but not too many about grammar or about the layout of the graduation paper. And for example, the grammar mistake about a preposition, about the word choice, or about the punctuation marks, and the reference, mostly you will give here, you provide here is from the internet, or you should put the reference list here in the alphabetical orders. Okay, so I have another question for you here. What benefits do you gain after doing this research? Yeah, that is the questions, please. Yes, I got three benefits. And first, I improve my English skills, especially second, I improve my research doing skill. That means I know how to conduct a research and how to present information. And importantly, I understand more about English language as well as British culture, especially British people celebrate Halloween. That's all. Yeah. Okay, thank you so much. So any more questions? Yes. Yeah. That is all my questions and comments about her her study. Yeah, right. So thank you, Miss Ling, for your comments and questions. Now, please, I would like to invite other members of the board. Miss Ngân, any question, please? Thank you, the chairman. I think I don't have any question for her. However, I would like to transform the question from your judge, Mrs. Vũ Thùy Linh. I think it's better for you and any other student who are doing a research, you should focus on the target readers of your study, right? And it should be stated on the rationales of your study, right? Thank you, that's all. Yeah, thank you, Ms. Ngân. Now, please, I would like to invite Mr. Hung. Any questions? Okay, thank you. I just have one question for Phuong. So there are a lot of holiday celebration like Christmas, yeah, on New Year's holiday. So why do you choose Halloween celebration as a research topic? Do you understand my question? Yes. I chose Halloween celebration because it's so many activities and a beautiful custom for kids and adults. So I chose this. Topic is Halloween. Okay, thank you for the answer.
Yeah, thank you, Mr. Hung. Now, please, I have one small question for you. Right? Yeah, I have one question that is the same as Mr. Hung, but I have a different question now. Do you think this topic is useful for students of English in our faculty, and why? Clear? Do you think this topic is useful for students of our faculties? Why? Are you clear? Yes. To answer your questions, I would like to yield back to the slide of personnel as a presentation before. I chose this topic because it's advisable to understand the controls of the country speaking this language, and with these festivals, and I want to improve my knowledge. And Halloween is a topic that young people are very excited about. Okay. Any more? That's all. Yeah, thank you. Thank you for your answer, please. Thank you very much. Now, please, I have some comments for Phương, for Lan Phương. Listening to your presentations, I think that some pronunciation should be practiced and should be improved, okay? We just say present, not present, not presence, okay? Or we just say, for example, consider, not consider. Yeah, that is the two pronunciations which are very prominent, which hit my ears when listening to your presentation, right? And reading your graduation papers, we see that there are some mistakes, not very many, but yeah, some mistakes in grammars, in word choice, yeah. So please, I think these mistakes should be corrected or should be amended in your graduation papers. For your presentation is very clear, very calm and very confidence, okay? Your answers is okay. I think that I have to say congratulations to you. And now it's time, I think it's time for the examination board to have a private meeting. So I think, yeah, you have some minutes, yeah, a break, okay? And let us have some time for a private talk, okay? Thank you all, right. Please. Okay, so the time for a discussion. So please move out to waiting room or to discuss in this room. You can break, you have a small rooms. Break out the room and we you ask the examiners to the private room, it's better. Because I make a record now, so it's difficult for me to move out. Okay, so please, the other person, can you move to waiting room? Yeah. Xin mời các bạn và các thầy cô và các bạn tạm thời các bạn ra ngoài ạ, để phòng này sẽ thảo luận. Sau đó thì khoảng 15 phút thì các thầy cô và các bạn sẽ vào ạ. Okay, please. Các thầy cô xin mời các em xin mời ra ngoài. It's now 5:10. We try to have from 10 to 15 minutes for discussion.
for examiner's board discussion. Please. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right. Now, please, we have just listened to the two presenters, Mr. Beck and Lan Phuong. Now, please, we have some discussion now. Em xin lỗi ạ, vẫn còn rất nhiều người trong phòng ạ. Thầy, hiện tại vẫn còn đến 25 ạ. Thì có một số bạn vẫn chưa thoát ra, thầy chờ một chút để các bạn thoát ạ. Yeah. Nhưng cái phần thảo luận có cần ghi âm không anh Hùng? À, tí nữa anh sẽ tạm dừng cái phần thảo luận ghi âm. Đấy không chị? Ngân tươi quá. Ok, xong. Xin lỗi. Đang recording rồi nha. Sorry. Thầy ơi, xin mời thầy phát biểu ạ. Không, các bạn không hội đồng cứ làm việc đi thôi. Xin mời thầy. Các bạn làm việc phát biểu ạ. Không phát biểu đâu. Để tí nữa thì anh em tham bàn và ý thôi. Vâng. Hội đồng thầy. Kính thưa các thầy chủ nhiệm khoa, các thầy trong ban chủ nhiệm, kính thưa hội đồng và kính thưa tất cả các thầy cô đã dự hội đồng và các em sinh viên có tham dự hội đồng. Sau nửa tiếng hội đồng họp và thảo luận, làm việc rất nghiêm túc, công minh và đánh giá tương đối là chi tiết và sát với tình hình của các em đã bảo vệ khóa luận hôm nay. Tuy hội đồng có thống nhất là về mặt thuyết trình ở trên lớp thì trong hôm nay có hai em Bách và em Lan Phương, thì khả năng thuyết trình và trình độ thuyết trình của em Bách có nhỉnh hơn em Lan Phương. Nhưng xét về bài viết graduation paper thì bài viết của em Lan Phương ít lỗi hơn của em Bách. Cho nên hội đồng cũng đã cân nhắc cẩn thận cùng với giáo viên hướng dẫn và cùng với giáo viên phản biện. Thì thấy như thế này, về phía em Bách và em Lan Phương, những lỗi mà giáo viên hướng dẫn và hội đồng đã chỉ ra thì phải nghiêm túc chỉnh sửa. Hội đồng cho hai em một tuần chỉnh sửa, ít đề nghị là các thầy cô hướng dẫn giúp các em chỉnh sửa nghiêm túc đúng với yêu cầu của hội đồng. Và sau khi chỉnh sửa xong thì phải nộp cho giáo viên phản biện. Sau đó thì thư ký và chủ tịch hội đồng sẽ kiểm tra xem có được hay không. Nếu như mà các em không chỉnh sửa đúng với ý kiến của hội đồng thì lúc bây giờ hội đồng lại có ý kiến xem xét lại. Còn về mặt điểm thì hội đồng cân nhắc và thấy rằng là có em Bách thì nhỉnh hơn được về thuyết trình, nhưng em Lan Phương thì lại nhỉnh hơn về văn phạm, về cách viết và cái luận văn đấy. Thế thì em nào cũng có những trích dẫn, nếu như không bổ sung, không cho những nguồn vào thì chúng ta là bị mang tiếng là đạo văn. Cho nên đề nghị các em cùng với giáo viên hướng dẫn bổ sung kịp thời, làm thế nào đó có trích dẫn nhưng có trích của người ta, có copy của người ta, nhưng phải là có trích dẫn. Và nếu như chuyển được sang tính ý của bản thân mình, lấy cái ý chính của người ta, nhưng vẫn phải có trích dẫn là lấy ý của ai, thì như vậy chúng ta mới không mang tiếng là đạo văn. Chúng ta nhớ rằng là khi chúng ta bảo vệ xong thì chúng ta phải nộp cái khóa luận tốt nghiệp này về nhà trường để lưu thư viện. Cho nên là chúng ta phải nghiêm túc, đề nghị hai em nghiêm túc chỉnh sửa cùng với giáo viên hướng dẫn, sau đó thì giáo viên phản biện sẽ kiểm tra lại. Thế thì đấy là những cái. Thế còn về phía âm của em Bách,
thì đều là tốt cả, nhưng ở phía Lan Phương thì chú ý âm cho tôi, và nhất là chuẩn chỉnh lại âm của mình, sau này ra tốt nghiệp còn phải phấn đấu nữa. Nhớ âm hiện nay là đối với Lan Phương là cần phải sửa và thực hành nhiều hơn. Thì đấy là ý kiến của hội đồng như vậy. Tiếp theo tôi xin giới thiệu thầy Hùng, thư ký sẽ đọc cái điểm cuối cùng của hội đồng đã quyết định vừa rồi. Xin mời thầy Hùng. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy. Tôi xin thay mặt cho hội đồng đọc cái kết quả điểm. Ở đây thì điểm sẽ gồm cái điểm của chủ tịch hội đồng, thư ký, giáo viên phản biện, giáo viên hướng dẫn là sẽ cộng vào và chia 4. Cái điểm bảo vệ luận văn của Vũ Hoàng Bách là 8,93. Và điểm luận văn tốt nghiệp, điểm cuối cùng ấy, là 9,07. Nguyễn Thị Lan Phương, điểm bảo vệ luận văn là 8,95 và điểm luận văn tốt nghiệp cuối cùng 9,09. Xin chúc mừng các em, và các em chú ý là những cái chỉnh sửa của giáo viên phản biện yêu cầu chỉnh sửa thì các em phải hoàn thiện trong vòng 1 tuần, gửi lên hệ thống LMS và gửi qua email cho các thầy cô. Sau khi có xác nhận của giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện thì các em gửi lại cho thầy để thầy tổng hợp. Xin chúc mừng các em. Xin cảm ơn thầy Hùng. Như vậy là điểm thì đã có kết quả. Như vậy hội đồng cũng đã thông báo rõ lý do để hội đồng quyết định điểm như vậy. Thay mặt hội đồng xin chúc mừng hai em và chúc các em nhận được công việc tốt và luôn nhớ đến khoa, đến trường Đại học Kinh doanh Công nghệ này. Xin cảm ơn tất cả các thầy cô trong hội đồng, xin cảm ơn các thầy chủ nhiệm khoa, các thầy trong ban chủ nhiệm khoa và các thầy cô đã dự hội đồng ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn các thầy các cô ạ. Xin cảm ơn các thầy các cô ạ. Thầy cô.